Vũ Danh xin kính chào tất cả các bạn thân mến của Vũ Danh. Thì hôm nay Vũ Danh cũng trở lại với chương trình video. Trước tiên Vũ Danh xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ Vũ Danh qua nhiều cái video vừa qua, cũng như những lời comment của các bạn dành cho Vũ Danh. Một lần nữa Vũ Danh thành thật cảm ơn tất cả các bạn, nhiều thật nhiều kính thưa bạn. Thì hôm nay Vũ Danh cũng có một cái tâm tình chia sẻ cùng với tất cả các bạn thân thương của Vũ Danh qua tình hình đất nước và tình hình thế giới hôm nay như sau. Thì trước khi đi vào chương trình, Vũ Danh xin giới thiệu với tất cả các bạn, Vũ Danh đang đứng trong khu vực công viên mà người ta đang sửa chữa ngày hôm nay. Các bạn nhìn thấy với một cái cầu rất là tuyệt đẹp, thì cái cầu này vài hôm nữa người ta làm lan can, cũng như ở bên kia là khu phố và ở nơi đây là khu vực công viên, trong cái khung cảnh mà người ta làm sang sửa lại rất là tuyệt đẹp kính thưa bạn. Nhưng mà thời gian của nó chắc cũng khoảng còn cỡ tháng nữa mới xong. Đó là giới thiệu qua khung cảnh cùng với tất cả các bạn thân thương của Vũ Danh. Cho Vũ Danh xin cầu chúc đến tất cả các bạn một ngày mới an lành bên người thân của chúng ta. Nói đến tin tức về tình hình chiến sự ở tại Ukraine đang diễn ra trong 24 giờ. Phải nói những trận chiến đang khốc liệt chưa từng có, mà nói quân của Nga là bị Ukraine gài bẫy và sập bẫy ở tại Chasovia, là ở tại con kinh đào Dnipro, hãy nói là sát quân Nga la liệt chưa từng có. Theo hình ảnh báo chí từ Anh Quốc và là cả Ukraine đã công bố ở trên đài truyền hình ngày hôm nay, thì hiện tại kính thưa bạn, nói đến việc mà Nga bị sập bẫy ở Chasovia này, thì vấn đề này là các báo chí đã bình luận và mổ xẻ hôm nay Nga thiệt hại bao nhiêu chưa có ai biết con số đó. Vì qua những hình ảnh và cũng như những đoạn video mà lực lượng quân đội Ukraine đã tung lên ở trên những chiếc máy bay không người lái, thì phải nói là Nga tràn ngập để tấn công qua con kinh đào bị Ukraine bẻ gãy và đánh chặn, cũng như sự thiệt hại của Nga trong vòng 12 giờ đồng hồ, 25 xe tăng và lẫn cả xe bọc thép, còn sát quân của Nga là la liệt ở dòng sông. Các báo chí bình luận cho biết là Nga đã sụp bẫy, một trận này là rất thê thảm cho Nga chưa từng có ở kinh đào Chasovia. Và tình hình chiến sự thì lực lượng quân đội Ukraine đã lợi thế vào đây, bắt đầu tấn công liên tục vào quân Nga ở bên kia con sông, và lực lượng quân đội Ukraine đã tràn qua sông bên kia khi mà Nga đã thất bại. Từ pháo binh của Ukraine đã bắn những trái quả ở những trái đạn ở trên nổ xuống, sự thiệt hại của Nga đáng sợ chưa từng có trong 12 giờ đồng hồ ở Chasovia. Nga tiếp tục tấn công thêm quân đội của Ukraine ở các tuyến tuyến, chẳng hạn như Kupiansk thuộc khu vực của Avdiivka và luôn cả ở miền bắc của Ukraine, cũng như ở tại Volchan và nhiều khu vực khác, đặc biệt nhất trong 24 giờ thì ở tại Lipchi thì Nga cũng bị thiệt hại con số đáng kể chưa từng có. Nói đến là Nga mới vừa tăng viện quân bổ sung cho các đơn vị của Nga ở tiền tuyến, đặc biệt nhất là khu vực của Kharkov, thì bị lực lượng quân đội Ukraine đã tập kích một cách đáng sợ, đặc biệt nhất là một trong loại hỏa tiễn ATACMS mà Hoa Kỳ hỗ trợ cho Ukraine. Tình hình ở tại Volchan, hiện tại lực lượng quân đội Ukraine kiểm soát 80% quận này và những ngôi làng ở bên ngoài. Nga kiểm soát 4 ngôi làng quận Volchan này. Thì lực lượng quân đội Ukraine, theo lời tham mưu trưởng Ukraine, ông Shiki, ông cho biết là chúng tôi sẽ lấy lại trong vài ngày tới. Đó là chi tiết về tình hình chiến sự đang diễn ra trong 24 giờ ở các mặt trận thuộc là Chasovia, cũng như Kupiansk và luôn cả ở Volchan. Kính thưa bạn, hiện nay thì theo tin tức từ Anh Quốc đã cho biết, nói chỉ trong vòng tháng 5 thì quân của Nga đã thiệt mạng lên tới như vậy là 83.940 quân, và phá hủy khí tài quân sự của Nga là phải nói vô số kể chưa từng có, từ máy bay không người lái. Thì hiện tại con số mà hiện nay như Anh Quốc đã công bố cho biết là 500.000 quân đã tử vong. Riêng về trong mới nhất tin tức này,
ở tại Chasuya, tức là theo các báo chí bình luận là ít nhất ở trên con sông Ngàn Dnipro này, Nga thiệt hại có thể là cỡ ngàn quân trong vòng 12 giờ đồng hồ. Những trận đánh mà Ukraine đã tập kích vào quân Nga, Nga bị sụp bẫy ở Chasuya. Hiện tại, kính thưa các bạn, nói đến những cuộc chiến thuộc miền Bắc của Ukraine, đó là tỉnh Kharkov. Nga bây giờ đang rơi vào tình thế là trận chiến của Nga có thể rút khỏi ở vùng biên giới này bất cứ giờ phút nào và trở về đất nước Nga thuộc bên ruột. Trong ngày hôm qua, lực lượng quân đội Ukraine cũng tập kích vào tỉnh bên ruột bằng máy bay không người lái tự sát. Kính thưa bạn, thì phía Nga đã cho biết là Nga đã phá hủy hoàn toàn những chiếc máy bay không người lái này, trên dưới khoảng 7 chiếc. Nga cũng tấn công tên lửa và S-300 vào thành trì của Ukraine, đặc biệt nhất là tỉnh Kharkov, để phá hoại về hạ tầng cơ sở và nhiều mục tiêu khác. Vì vậy, nói đến việc mà Nga đã thiệt hại trong 24 giờ này thì con số quá nặng nề cho Nga. Theo các báo chí chia sẻ về tình hình chiến sự đang diễn ra trong 24 giờ ở tại Ukraine, kính thưa bạn, đặc biệt thêm là Tổng thống Zelensky, ông đã đến Singapore để hội nghị diễn đàn về vấn đề quốc phòng các quốc gia, hội nghị Shangri-La. Thì Tổng thống Zelensky ông phát biểu những gì mà cả thế giới đang chấn động ngày hôm nay với lời phát biểu của Tổng thống Zelensky. Ông kêu gọi cộng đồng thế giới hãy tích cực ủng hộ Ukraine, đặc biệt nhất là vấn đề là cuộc họp hòa bình ở tại Thụy Sĩ diễn ra tháng 6 tới đây, vào ngày 15-16 tháng 6. Chỉ có giải pháp mà cả thế giới, cộng đồng quốc tế ủng hộ Ukraine mới một giải pháp ngừng bắn và chấm dứt chiến tranh ở tại Ukraine, Nga bắt buộc phải rút quân. Theo lời của Tổng thống Zelensky, lần đầu tiên ông đến tham dự ở diễn đàn đối thoại quốc phòng ở Singapore. Đó là mở đầu của lời phát biểu của ông. Và ông cũng nêu chi tiết cũng như kêu gọi cộng đồng thế giới và tất cả các quốc gia thuộc khu vực châu Á ủng hộ ông. Thì ông gặp với nhiều nhân vật đặc biệt, từ các bộ trưởng bộ quốc phòng, trong đó có bộ trưởng bộ phòng Hoa Kỳ ông Lloyd Austin, cũng như giới ngoại giao. Thì ông Kula, ông Kuleba, bộ ngoại giao của Ukraine, ông cũng kêu gọi đến Hoa Kỳ và hỗ trợ về hệ thống lá chắn Patriot, mà hiện nay Ukraine đang cần hệ thống này. Vì thiếu hệ thống lá chắn, Ukraine không thể bảo vệ được toàn lãnh thổ đất nước của Ukraine, đặc biệt nhất là các tỉnh lỵ. Tình hình hiện tại mà chuyến đi của Tổng thống Zelensky tháp tùng cùng dưới Bộ Ngoại giao Ukraine, thì Ukraine đã đạt được nhiều thành công, đặc biệt nhất là hiện tại theo các báo chí bình luận cho rằng là Indonesia sẽ hỗ trợ cho Ukraine nhiều mặt về đạn dược vũ khí mà Ukraine có thể là ký hợp tác quốc phòng là với Indonesia trong những ngày tới. Bên cạnh đó, Malaysia cũng đang ủng hộ ông rất nhiều về chuyến đi của ông đạt được thành công ở tại diễn đàn ở đối thoại quốc phòng Shangri-La ở Singapore. Đó là chi tiết về chuyến đi của Tổng thống Zelensky. Kính thưa bạn, thì phía Hoa Kỳ đáp lại với tình hình hiện nay mà hỗ trợ cho Ukraine nhiều mặt về quân sự đạn dược. Theo lời của Bộ trưởng Bộ phòng Hoa Kỳ ông Lloyd Austin, ông đã công bố, ông nói hiện nay chúng tôi phải làm tất cả những gì và từ ở châu Á và lẫn cả châu Âu, điều đó chúng tôi sẽ bảo đảm về cuộc chiến này. Ukraine bắt buộc phải chiến thắng, chúng tôi không để cho Ukraine thất bại trên mọi phương diện. Đó là lời của Bộ trưởng Bộ phòng Hoa Kỳ ông Lloyd Austin, ông đã thông báo. Kính thưa bạn, thì hiện nay nói đến việc mà Ukraine đang hợp tác vũ khí với nhiều quốc gia, đặc biệt nhất là châu Âu, hiện nay thì Ukraine đã đạt được nhiều thành công về phương tiện vũ khí cũng như mọi mặt. Dấu hiệu cho thấy là Ukraine hiện nay không còn thiếu vũ khí nữa mà chờ đến đợt phản công. Tình hình hiện tại
là lực lượng quân đội của Ukraine, nghĩa là được bổ sung quân số, cũng như nhiều chi tiết khác mà các báo chí bình luận về tình hình ở tại Ukraine hôm nay. Kính thưa bạn, đó là chi tiết về lời của Tổng thống Zelensky, ông phát biểu ở tại diễn đàn quân sự đối thoại quốc phòng ở Singapore. Riêng về đất nước Nga thì Nga cũng lên tiếng rất nhiều về tình hình chiến lược với mấy ngày hôm nay, mà Nga đã tuyên bố là gây thiệt hại cho quân đội của Ukraine lên tới mấy chục ngàn quân trong tháng 5. Thì hai bên, kính thưa bạn, hiện nay là người nào cũng tin chiến thắng hết, nhưng mà với Nga thì không có những hình ảnh cụ thể, cũng như các báo chí không bình luận, mà chỉ là một điều của Nga đã nêu ra. Vì vậy, việc xác định này chưa ai công nhận là Nga tuyên bố điều đó đúng sự thật. Đó là những chi tiết về đất nước Nga mà Nga đã tuyên bố. Riêng về ông Peskov, hôm nay cũng lên tuyên bố về tình hình chiến sự cũng như lành răng đỏ mà Ukraine ở Nga là tập kích sâu vào ở bên trong lãnh thổ đất nước của Nga, mà hiện nay lên tới 14 quốc gia ủng hộ Ukraine là được quyền sử dụng vũ khí từ phương Tây tấn công vào lãnh thổ đất nước Nga. Kính thưa bạn, từ bên cuộc hay tất cả các khu vực biên giới khác. Vì vậy, đặc biệt nhất là với lời của Tổng thống Biden, ông đã tuyên bố, ông nói việc chúng tôi cho phép Ukraine tự vệ những mục tiêu từ biên giới của Nga tấn công vào đất nước của Ukraine. Như vậy là Ukraine được quyền đáp trả. Putin tức muốn ói máu, kính thưa bạn, tức ói máu là đưa ra những lời đe dọa sử dụng đến vũ khí hạt nhân chiến lược và chiến thuật của Nga. Với những hành động đó thì Nga đã đe dọa nhiều lần, nhưng tình tiết của nó hầu như không có đạt được cơ sở nào mà những gì các báo chí chia sẻ về lời phát biểu của Putin. Luôn cả ông Peskov hay là Lavrov và thậm chí cả là Dmitry Medvedev, một trong phó an ninh quốc gia, ông cũng là một cựu tổng thống của đất nước Nga. Bằng chứng cho thấy là cuộc chiến giữa Nga và Ukraine ngày hôm nay lần lượt đã vượt qua lành răng đỏ. Với lành răng đỏ này, khó có thể diễn tả được những gì mà người ta đang bình luận hôm nay. Theo các báo chí cho rằng là cái giải pháp của Nga, Nga không thể dám tấn công bằng vũ khí hạt nhân, chiến thuật hay là chiến lược ở tại Ukraine. Lý do, nếu như Nga vượt lành răng đỏ này thì Hoa Kỳ và lẫn cả NATO không để yên cho Nga. Vì vậy, Nga chỉ ra sức đe dọa và không dám đi đến cái kết cuộc của nó là bằng vũ khí hạt nhân. Thì bây giờ hai bên đang đấu qua đấu lợi, lời qua tiếng lợi là đe dọa lẫn nhau, kính thưa bạn. Nhưng rồi đi đến cái cuộc mà bằng vũ khí hạt nhân có hay không, theo các báo chí chia sẻ ra rằng là điều đó sẽ dẫn đến là một cuộc chiến tranh đầy tâm thế chiến, không thể tránh khỏi hôm nay. Tương lai của nó đó là đang trực hờ trước mắt qua những gì mà các báo chí bình luận. Về tin tức của Nga thì chưa có nhận định cũng như chưa có lên tiếng về cuộc thiệt hại của Nga ở Chasovia cũng như luôn cả ở tại thành phố Kharkov mà báo chí từ Anh Quốc và lẫn cả Ukraine đã tung tin hôm nay. Kính thưa bạn, thì chúng ta đang thấy là nói ngay bây giờ lực lượng quân đội Ukraine đã bào mòn vũ khí của Nga từ đảo Khima và cho đến ở bên ruột, cũng như thậm chí sâu ở bên trong đất nước của Nga với những chiếc máy bay không người lái tập kích vào những kho dầu hỏa và cơ sở quân sự của Nga một cách đáng sợ chưa từng có. Sự thiệt hại này Nga đang tức tối, tức là cuộc chiến này đang lôi về đất nước của Nga, mà thời gian sắp tới khi Ukraine bắt đầu có cuộc phản công để chống lại quân Nga thì chuyện đó, những gì đến với đất nước của Nga, đặc biệt nhất là vùng biên giới giữa tỉnh Bengal và Kharkov cũng như luôn cả đảo Crimea thuộc mép bên kia bến phà của Nga, nơi đó là nơi Nga chôn cất vũ khí và luôn cả căn cứ hải quân của Nga ở khắp mọi nơi thuộc Biển Đen. Bây giờ thì Nga có nghĩa là mất chân ở tại Biển Đen. Và sau khi mà Ukraine có được F-16 thì chuyện gì sắp đến với đất nước Nga? Theo các báo chí chia sẻ là
Putin đang ở bên bờ vực. Bên bờ vực có thể là sụp đổ đất nước Nga và người dân Nga sẽ đứng lên chống đối Putin. Ây cha, cái thời điểm đó mới là thời điểm quyết tử, kính thưa bạn. Bây giờ thì chưa tới, tức là lực lượng quân đội Ukraine chưa phản công mà đang phản công ở những cái vùng mà Ukraine cần phải lấy lợi. Vì vậy, việc phản công này, Nga mấy ngày nay là liên tục tập kích vào lãnh thổ của đất nước Ukraine, hãy nói một cách tàn bạo chưa từng có. Vì sao? Họ đang nghi ngờ rằng F-16 đã có mặt ở tại Ukraine. Thì vấn đề này nói đến về vũ khí mà từ Hoa Kỳ lẫn cả NATO hỗ trợ cho Ukraine. Thì những loại vũ khí này có thể đã đến rồi, cũng như có thể là chưa, vì họ chưa công bố. Nhưng một khi đã công bố thì tất cả đã hoàn tất. Vì vậy, nói việc mà Nga tương lai sắp tới sẽ đối diện với một cảnh tượng khó khăn nhất chưa từng có, thì chúng ta hãy chờ xem những ngày sắp tới. Nói đến việc F-16 mà Ukraine nhận được, cũng như đối đầu lợi giới máy bay của Nga từ Mi-31, Su-34, Su-35 của Nga như sao, và F-16 có vượt trội cỡ nào, hay là nó cũng tương tự giống như xe tăng Leopard hay là Aram của Hoa Kỳ. Tình hình hiện tại về vấn đề nước mặt vũ khí hiện nay giữa Nga và Ukraine đang cân bằng với nhau, và những loại vũ khí tối tân mà Hoa Kỳ đã lần lượt hỗ trợ cho Ukraine. Cái giải pháp của Ukraine hiện tại bằng cách nào để ngăn chặn những trái bom lượng của Nga? Đó là chi tiết về tình hình đất nước Nga mà các báo chí chia sẻ hôm nay với những tin tức đang sôi động vào ngày cuối tuần, kính thưa bạn. Thì chúng ta cũng quay trở lại tình hình ở tại châu Âu. Nói đến cục diện ở châu Âu, thì đầu tiên Duy Anh muốn thưa cùng với tất cả các bạn, nói đô đốc hải quân của Liên minh NATO, một trong tướng lãnh, hôm nay ông giống lên một hồi chuông cảnh báo. Ông nói về việc mà cuộc chiến ở tại Ukraine, ông phát biểu ở tại diễn đàn đối thoại quốc phòng ở Singapore và diễn đàn Shangri-La như sao, và cái lời của ông. Ông cho biết, ông nói việc hiện nay với Liên minh NATO của chúng tôi đang trực hờ một cuộc chiến tranh mới, một cuộc chiến tranh mà chính Nga đã gây ra ở tại đất nước Ukraine. Và hiến pháp năm của NATO, bất kỳ một quốc gia nào nằm trong Liên minh NATO bị Nga tấn công thì hiến pháp năm chúng tôi sẽ kích hoạt và hành động. Chúng tôi không chờ đợi đến một cuộc họp để giải quyết hay là kích hoạt hiến pháp năm, mà hiến pháp năm chúng tôi đã kích hoạt vừa xong, và tất cả các đơn vị lực lượng quân đội Liên minh NATO đang có mặt dày đặc ở vùng biên giới, đặc biệt nhất là một cuộc tập trận mới nhất ở biên giới của Nga, đó là Phần Lan và ba quốc gia ở vùng Baltic hiện đang có mặt hôm nay. Thì bây giờ quân đội của Đức hiện đang đồn trú ở tại Litva, và nếu như một cử chỉ hành động của Nga, đặc biệt nhất là một cuộc xâm lăng của Nga mượn đường vào Belarus để tấn công vào lãnh thổ đất nước Ukraine, Ba Lan sẽ kích hoạt và bắt đầu tấn công Belarus. Ây cha, tình tiết theo lời của Đô đốc Hải quân Liên minh NATO, ông đã tuyên bố ở tại cuộc họp diễn đàn này, hãy nói trở thành một cuộc diện đang sôi nổi trận địa, mà cả thế giới cũng phải đang chấn động ngày hôm nay về tình hình ở tại châu Âu. Theo lời phát biểu của Đô đốc Hải quân Liên minh NATO, ông đã công bố, ông nói hiện tại ngay bây giờ là từ tàu chiến và máy bay với tàu ngầm của Liên minh NATO, chúng tôi đang có mặt ở tại Biển Đen, có mặt ở vùng biên giới khắp nơi. Nếu như Nga dám tấn công bất cứ một quốc gia nào nằm trong lãnh thổ của Liên minh NATO thì chúng tôi sẽ đáp trả tức tắc. Chúng tôi không chờ đợi cũng như không lời kêu gọi họp hội để giải quyết vấn đề, mà chúng tôi phải giải quyết bằng mọi cách cấp tốc hiện thực đáp trả lời Nga. Đó là theo lời của ông đã phát biểu, kính thưa bạn. Thì ngay bây giờ nói đến ba quốc gia ở vùng Baltic ủng hộ Ukraine. Nếu như Belarus cho Nga mượn đường để tấn công vào miền Bắc của Belarus, đặc biệt nhất là tỉnh Bly, vì từ tỉnh Bly và đi đến ở thủ đô Kiev chỉ hơn 100 cây số
là một đoạn đường gần nhất chưa từng có. Vì vậy là ủng hộ Ukraine theo ba quốc gia ở vùng Baltic này là ủng hộ Ukraine tấn công ngay vào sao Nguyệt của Belarus, tức là một cuộc chiến bùng nổ mà khi Ukraine tập kích vào Belarus thì bắt đầu Ba Lan nhịp nhàng tấn công thêm. Ê cha, đất nước Belarus mà cái hàng cha này chẳng ngu chưa từng có, kính thưa bạn. Một cuộc chiến đang căng thẳng ở châu Âu với quốc gia lớn mà Nga đã đặt vũ khí hạt nhân ở tại Belarus, mà chính miệng Belarus là tổng thống Lukashenko ông yêu cầu. Ông cho rằng đó là cái giải pháp bảo vệ để răn đe với phương Tây, đặc biệt nhất là NATO. Nhưng ông không nghĩ rằng hiện tại ở đất nước Belarus thì có nhiều đối thủ, đặc biệt nhất là với những người đang chống đối là với tổng thống Lukashenko. Thì hành động đó có thể là đất nước Belarus bên bờ vực mất nước và những người phe đối lập hiện đang hoạt động. Bên cạnh đó còn có cả lực lượng quân sự mà họ đang tham chiến cùng với Ukraine. Tại sao lực lượng của Belarus với những người dân quân này và đứng lên để chiến đấu? Nếu chúng tôi không để cho Ukraine mất, nếu như Ukraine mất, chúng tôi sẽ mất nước vì Nga sẽ chiếm trọn đất nước Belarus, mượn bằng đạp để tấn công vào đất nước Belarus. Đó là cái giải pháp hiện nay chúng tôi đang cứu lấy đất nước tôi. Chúng tôi phải tham chiến và hỗ trợ tiếp cho lực lượng quân đội Ukraine như những gì mà Vô Danh có thưa cùng với tất cả các bạn những video vừa qua. Thì bây giờ là các quốc gia đang ủng hộ Ukraine. Nếu như Belarus có hành động và cho Nga mượn đường tấn công vào miền Bắc của Ukraine thì Ukraine được quyền tập kích vào ở trong lãnh thổ đất nước Nga. Vì vậy thời điểm hiện nay là thời điểm đang quyết tử, thì ông Lukashenko là ổng theo các báo chí cho rằng ổng có gan bằng trời, ổng cũng không dám chuyện này. Dù rằng ổng nhờ vào Putin nhưng sức lực của Putin không chịu được. Cũng như nếu như đi đến trường hợp này, tất cả các đường biên giới bị khóa cửa, Belarus chỉ chờ chết, không có nguồn lực kinh tế và nhiều mặt khác về đất nước Belarus. Đó là riêng về các báo chí bình luận về là ở tại châu Âu. Theo những gì mà từ Tổng thống Estonia, Litva và Estonia đã thông báo. Hiện nay, kính thưa bạn, thì cuộc tập trận của Liên minh NATO vẫn tiếp tục. Đây là một trong cuộc tập trận lớn nhất đổ bộ cũng như giả định để tấn công vào quân đội của Nga trong những ngày tới, với cuộc tập trận mà Nga đang điên đầu nhức óc ngày hôm nay, đặc biệt nhất là ở vùng biên giới của Ba Lan. Một đường biên giới rất dài lên tới mấy ngàn cây số, một trong cái đường biên giới rất khổng lồ ngày hôm nay. Nga thì bắt đầu quay ngược thế cờ trở lại và tố cáo Thụy Điển, Phần Lan, ba quốc gia ở vùng Baltic là một âm mưu theo phương Tây để đối đầu trực diện là với quân đội của Nga. Theo lời phát ngôn nhân của Nga, bà Yakhakova, bà cho biết là Nga sẽ sẵn sàng đáp trả trên mọi hành động với những quốc gia này là tiếp tục đe dọa đến vũ khí hạt nhân. Kính thưa bạn, hiện tại ngay bây giờ thì Nga đang nghe là người ta cho rằng thế giới đang bao vây Nga và Putin không có đường lựa chọn. Hiện nay điều này chứng tỏ cho thấy là Putin đang ở bên bờ vực, đất nước của Nga sẽ sụp đổ. Bây giờ thì Nga chỉ còn dựa vào Bắc Triều Tiên, Trung Quốc và Iran cũng như những quốc gia tăng thuộc đồng minh của Nga. Thì đồng minh của Nga bây giờ chỉ còn lại là hai quốc gia, một là Belarus, hai là Uzbekistan. Còn lại Azerbaijan thì họ đã từ chối, cũng như những quốc gia tăng khác bỏ chạy mất dép luôn. Thì cuối cùng Nga sẽ ra sao trước tình hình này? Đó là những chi tiết về tình hình ở tại châu Âu đã lên tiếng hôm nay, kính thưa bạn. Một trong tin tức đặc biệt xem nói đến là ông Hungary. Ông Hungary ngay bây giờ ông đang vận động người dân của Hungary hãy lên xuống đường meeting và ngăn chặn những cuộc
tấn công mà Liên minh NATO đang chuẩn bị trực hờ cuộc chiến tranh đó và dẫn đến một cuộc đầy tâm thế chiến. Hàng Trà bây giờ Hàng Trà cũng hốt hoảng để nói là nếu như trường hợp mà NATO kích hoạt là đưa quân đội của các quốc gia ở châu Âu đến để chi viện cho Ukraine thì chuyện đó tức là một chuyện đáng sợ chưa từng có. Châu Âu sẽ bình địa. Nhưng thủ tướng của Hungary, ông quên rằng nếu như Ukraine thất thủ thì đầu tiên đó là Nga sẽ tấn công vào Hungary ngay giữa đoạn đường và cắt chia châu Âu. Vì vậy là mục tiêu của Putin nếu khi đạt được thành công ở châu Âu, nhưng mà trên bờ vực này rất khó khăn lắm. Khó khăn vấn đề đó không giống như những gì mà các báo chí đã chia sẻ ở trước tình hình căng thẳng này. Hiện nay ba quốc gia ở vùng Baltic và luôn cả Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch bắt đầu hỗ trợ vũ khí cho Ukraine nhiều hơn nữa và nhiều loại vũ khí mà cho phép Ukraine được quyền tập kích tấn công ở trong lãnh thổ đất nước của Nga. Một trong tin tức về Mỹ hôm nay đã tuyên bố là không cho phép Ukraine sử dụng F-16 mà Mỹ đã cung cấp cho Ukraine. Vì lý do nguyên nhân nào thì Mỹ chưa lên tiếng, nhưng là đã không cho Ukraine sử dụng F-16 tấn công vào ở trong đất nước của Nga. Còn lại thì những quốc gia khác, kính thưa bạn, như Đan Mạch, Hà Lan, Na Uy, Thụy Điển thì F-16 đã hỗ trợ cho Ukraine thoải mái, cứ muốn bay vào đâu thì cứ bay thuộc khu vực mà quân kích phải là mục tiêu của Nga. Mục tiêu quân sự thì Mỹ hứa là hỗ trợ cho Ukraine với số máy bay F-16 là 4-6 chiếc, kính thưa bạn. Thì cái thời điểm này là Mỹ có thể lên tiếng điều đó, nhưng một khi F-16 lên ở trên bầu trời thì ai biết là F-16 của Mỹ, kính thưa bạn. Tại vì Hà Lan hỗ trợ cho F-16 cho Ukraine, Đan Mạch và những quốc gia khác, vì vậy là nói gì Mỹ đã lên tiếng điều này cũng trở thành vô dụng, không đạt được thành công nào. Đó là theo các báo chí chia sẻ về tình hình chiến sự ở Ukraine đang diễn ra trong 24 giờ mà châu Âu đang lên tiếng hôm nay. Điều đặc biệt hơn, một trong bài báo của Anh Quốc nhận định về tình hình hiện đang căng thẳng ngày hôm nay ở Ukraine mà Nga thiệt hại con số rất là đáng kể, nói thiệt hại la liệt, kính thưa bạn. Bài báo Anh Quốc chia sẻ cho rằng là từ đây cho đến tháng 6, khi Ukraine đã có đầy đủ vũ khí và cuộc phản công thì họ tin tưởng rằng là Nga phải rút quân và bắt đầu Nga ở lại cái thế là phòng thủ như ở tại Kherson hay là Zaporizhzhia và lẫn cả ở tại Avdiivka. Tất cả thuộc khu vực miền đông này Nga bắt buộc phải phòng thủ. Bây giờ thì dấu hiệu cho thấy trong ngày hôm qua, theo Anh Quốc đã chia sẻ trên một đoạn video mà lực lượng quân đội Ukraine đã tập kích ở Lugansk và cuộc đụng độ của lực lượng quân đội Ukraine đã chiếm sâu ở bên trong của Lugansk. Hiện nay tại sao Ukraine không tập trung để tấn công những mục tiêu mà Nga đang chiếm lấy đất hôm nay mà lại là chọc thủng ở Lugansk? Vì nơi đây là sơ hở. Như vậy là Ukraine sẽ chọn một con đường nào thắng, một con đường không gian là hao quân mà chiếm được ở Lugansk. Quan trọng địa điểm nằm sâu ở bên trong Lugansk đó là vấn đề phá hủy các kho đạn ngày hôm qua. Và cho đến hôm nay thì theo Anh Quốc nói trong tháng 5, lực lượng quân đội Ukraine đã phá hủy hàng chục kho đạn ở Donetsk và Lugansk với những căn cứ hậu cần mà Nga dồn dập để chở vũ khí về đây thì bị những chiếc máy bay không người lái và chỉ điểm cho hoạt triển hiên mắt và nhấn chìm những kho vũ khí đó. Đó là theo báo chí Anh Quốc đã công bố trước tình hình này, kính thưa bạn. Thì chúng ta cũng quay trở lại tình hình ở tại Trung Đông. Ê cha, cục diện Trung Đông bây giờ mới là cục diện
đang khốc liệt từ lời của tổng thống từ lời của thủ tướng Do Thái ông Netanyahu. Ông cho biết là cái giải pháp ngừng bắn ngày hôm nay ông có thể chấp thuận, nhưng đó là tạm thời, không phải là một giải pháp lâu dài. Mục tiêu của Do Thái tức là phải tìm cho bằng được những con tin còn sót lại, cũng như đào thải lực lượng Hamas và loại khỏi vòng chiến, không còn một tên nào sống sót, theo lời của thủ tướng Do Thái ông đã nêu ra. Từ lời của tổng thống Biden, ông cho rằng là tình hình hiện tại ở tại Palestine cũng như một cuộc ngừng bắn mà do Hoa Kỳ đề xướng ra, vậy cái giải pháp này là một cái giải pháp được toàn diện để cho quân đội của Do Thái phải rời khỏi dải Gaza. Đó là cái giải pháp để cho Palestine được hòa bình. Thì hai bên hiện vẫn còn đang cãi giả với nhau, vì hiện tại nói đến là Do Thái hiện nay là bị cộng đồng quốc tế đào thải, đặc biệt nhất là ở châu Âu. Với những gì từ lời của thủ tướng Do Thái ông Netanyahu ông đã tuyên bố, vì vậy nơi đây bây giờ là Do Thái là nơi trọng tâm mà các báo chí đã ghim thẳng vào chính quyền của Do Thái. Một cuộc chiến ở tại Palestine mà người dân Palestine đã rơi vào cái cảnh là tồi tệ nhất ngày hôm nay chưa từng có, theo những gì mà các báo chí bình luận, đặc biệt nhất là ở tại châu Âu, với nhiều quốc gia đang lên án thủ tướng Do Thái ông Netanyahu mà nêu ra những vấn đề đó. Kính thưa bạn, thì ngược lại vấn đề Bộ trưởng Bộ phòng Do Thái, ông cho biết, ông nói nếu như thủ tướng Do Thái ông Netanyahu mà ông ra lệnh để ngừng bắn và đóng băng cuộc chiến tranh thì họ sẽ giải thể quốc hội. Ê cha, chuyện càng lúc càng ra căng thẳng. Hay bây giờ thủ tướng Do Thái ông Netanyahu ông phải làm gì khi Bộ trưởng Bộ phòng đã nêu ra điều đó và cho rằng đó là tương lai, cũng như người dân Do Thái sẽ bị người ta giết và đất nước Do Thái sẽ bị sụp đổ, theo những gì mà các báo chí bình luận. Hiện tại thì nói đến về Hamas và lẫn cả Hezbollah, lực lượng Houthi và luôn cả dân quân của Iran khắp nơi ở Syria và luôn cả ở Liban. Vì vậy họ đang chờ một cuộc ngừng bắn lâu dài để đóng băng cuộc chiến, thì họ có điều kiện để củng cố lực lượng quân sự và sau khi đó bắt đầu sẽ đáp trả lại Do Thái. Mà những gì từ lời Bộ trưởng Bộ phòng Do Thái ông đã công bố thì vấn đề này, kính thưa bạn, là một vấn đề nan giải cho Do Thái ngày hôm nay, cũng như cuộc bầu cử sắp tới ở Do Thái. Thì theo các báo chí bình luận thăm dò cho rằng người dân của Do Thái hôm nay là không còn tín nhiệm đến ông Netanyahu nhiều mặt, và từ chính trị lẫn cả quân sự trong cuộc chiến ở tại Do Thái. Đó là diễn biến mà Do Thái hiện tại đang gặp phải khúc mắc, đang phải bị cản trở từ quốc tế và nhiều quốc gia khác. Bên cạnh đó thì Do Thái hầu như bây giờ chỉ còn duy nhất đó là một đồng minh Hoa Kỳ. Nhưng đồng minh này thì vẫn là ở cái thế khó khăn, không ủng hộ hoàn toàn Do Thái nhiều mặt, đặc biệt nhất là các cuộc bầu cử ở tại Hoa Kỳ. Ngày hôm nay bước vào tháng 11 tới đây thì Hoa Kỳ sẽ bầu cử, và thời điểm đó là thời điểm hiện tại này là Do Thái đang bị cô lập, và cuối cùng sẽ đi đến đâu và như thế nào. Theo các báo chí chia sẻ cho rằng là thủ tướng Do Thái ông đang ở trên lưng cọp và ông khó có thể giải quyết được vấn đề tình hình ở Palestine ngày hôm nay, mà Hoa Kỳ hiện đang thế chủ động gây sức ép cho thủ tướng Do Thái ông Netanyahu phải ngồi vào cuộc đàm phán để chấm dứt cuộc chiến tranh mà người dân và cả quân đội không đồng ý điều kiện đó. Đó là chi tiết về tình hình ở Do Thái cũng như luôn cả đồng minh của Do Thái ngày hôm nay. Riêng về Iran hôm nay bắt đầu triệu hồi đại sứ của Thụy Điển lên ra làm việc về vấn đề những tin tức mà sai sự thật, những tin tức từ Thụy Điển đã tung tin về mạng xã hội thì không ai nói được chuyện đó. Lý do sao nói đến Iran là bắt những
tù nhân, những người thuộc về cái tội phải nói là đến tử hình hoặc hàng chục năm tù, kính thưa bạn, thì họ bắt đầu huấn luyện cho những người này đi phá hoại ở các quốc gia là đại sứ của Do Thái hay là những quốc gia nào chống đối. Vì vậy, với bài báo đăng tin là yêu cầu Thụy Điển hãy chấm dứt ngay những hành động đó và những lời ở trên mạng với các nguyên thủ quốc gia cũng đã tung tin tức này dúa cho một cặp te tua, kính thưa bạn, nói về Iran. Thì chiến sự hiện nay mà theo Hoa Kỳ nhận định là Iran hiện đang chuẩn bị sản xuất vũ khí hạt nhân, mà Do Thái là lành răng đỏ. Ê cha, cái vấn đề này phải nói là hai bên đã đấu với nhau quyết tử và lời qua tiếng lại, dùng những dao to búa lớn để đối đầu với nhau, mà không phải mới đây và tương lai của nó còn xa nữa. Vì vậy là nếu như Do Thái nhẹ tay lợi với Iran, thì khi Iran đắc thủ được vũ khí hạt nhân thì chuyện gì đến với đất nước Do Thái? Tình hình hiện tại Iran là hiện đang tập trung để sản xuất vũ khí hạt nhân, theo từ lời của giáo chủ Iran, ông đã công bố. Tổng thống thì chờ chuẩn bị đến ngày bầu cử sắp tới. Bây giờ thì tạm thời là phó tổng thống cầm quyền, nhưng ông này lại là vô dụng, cũng như ngồi không chơi nước, hoàn toàn bị giật dây từ là giáo chủ Hồi giáo. Giáo chủ Hồi giáo giống như tổng bí thư, kính thưa bạn, trời dữ tận lắm, chứ không phải là chuyện vừa đâu. Còn rằng là tổng thống hay là phó tổng thống hay là quốc hội chỉ là bù nhìn để ngồi chơi thôi. Riêng về rằng Iran, giáo chủ đã quyết định tất cả về tình hình đất nước cũng như cuộc chiến tranh. Vì vậy, thời gian vừa qua và cho đến hôm nay thì làm cho cả thế giới phải nói là đang rung chuyển về cuộc chiến ở Trung Đông, mà đứng phía sau chủ mưu Iran, Nga và Trung Quốc cầm đầu để cho lực lượng Hamas để tấn công vào lãnh thổ đất nước của Do Thái, làm cho hàng ngàn người đã chết và hàng chục ngàn người Palestine đã tử vong. Đó là cuộc chiến hiện vẫn còn đang giằng co tiếp tục ở Palestine ngày hôm nay. Đó là tin tức đặc biệt về tình hình ở tại Trung Đông đang diễn ra trong 24 giờ, kính thưa bạn. Thì chúng ta cũng quay trở lại tình hình khu vực châu Á của chúng ta, đặc biệt nhất là với diễn đàn đối thoại quốc phòng tại Singapore hiện đang diễn ra ngày hôm nay. Thì Trung Quốc nói gì về trước tình hình ông Động Quân? Ông cho biết là ở khu vực châu Á, đặc biệt nhất là Biển Đông, chúng tôi không để cho một cuộc chiến tranh nào xảy ra, cũng như tất cả các quốc gia phải bảo vệ hòa bình, theo lời của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, ông đã công bố. Và đột nhiên là Tổng thống của Philippines, ông Marco, thấu cấy và đổ dầu vào lửa vào Trung Quốc. Ông cho rằng lời của Bộ trưởng Bộ phòng Trung Quốc đã tuyên bố về tình hình Biển Đông, không để cho chiến tranh, hãy để cho Trung Quốc xâm lăng vào biển cả, vùng biển của Philippines ngày hôm nay. Bằng chứng cụ thể là hiện tại Trung Quốc đang mang tàu cảnh sát biển, đội dân quân biển của Trung Quốc, đội tàu cá xanh đến bao vây bãi cảng Caboro và khu vực bãi cỏ mây thuộc phần thềm lục địa của Philippines. Có phải là Trung Quốc không muốn cuộc chiến tranh nổ ra, mà Trung Quốc ăn mòn lấy sức mạnh là tầm ăn dâu để rồi chiếm biển đảo của Philippines? Điều đó có đúng hay không? Thì Bộ trưởng Bộ phòng Trung Quốc, ông cáo buộc là Philippines đang đổ dầu vào lửa và đang gây chiến, khiêu khích chiến tranh là giữa Trung Quốc. Trung Quốc sẵn sàng nghiền nát với những sức mạnh đe dọa đó. Sau khi hai bên cự cãi với nhau, cùng lúc Bộ trưởng Bộ phòng Hoa Kỳ, ông Lỗ Tin, ông lên tiếng và với lời răn đe của Hoa Kỳ, đặc biệt thêm, Hoa Kỳ có quyền bảo vệ Biển Đông và nơi nào là khu vực thuộc phạm vi quốc tế theo luật biển năm 1982 mà quốc tế đã cho phép, thì Hoa Kỳ sẽ có mặt hiện diện nơi đó, và Hoa Kỳ
bất cứ một cuộc chiến nào ở Thái Bình Dương, Hoa Kỳ sẵn sàng đối diện và không bao giờ từ bỏ đó. Thứ nhất, thứ hai, vấn đề luôn cả cuộc chiến ở tại châu Âu mà giữa Nga đang xâm lăng vào lãnh thổ đất nước Ukraine ngày hôm nay, thì Hoa Kỳ cũng có đủ sức nghiền nát điều mà Tổng thống, điều mà Bộ trưởng Bộ phòng Hoa Kỳ, ông Austin, ông đã công bố, làm cho Tàu Cộng chấn động và nhức nhối trước tình thế này. Với lời phát biểu của Bộ trưởng Bộ phòng Trung Quốc, ông Đổng Quân, ông cho rằng là lực lượng quân đội của Trung Quốc hiện đang có mặt ở khắp mọi nơi quốc tế và họ sẽ bảo vệ hòa bình với vai trò của thành viên Liên Hiệp Quốc, theo lời của ông đã công bố. Hiện nay, kính thưa bạn, thì Trung Quốc đi cái nước tầm ăn dâu và đe dọa nhiều quốc gia, đặc biệt nhất là khu vực châu Á của chúng ta, cũng như từ Việt Nam, Indo, Mã Lai, Philippines và Brunei, trong đó có cả đe dọa Đài Loan hàng ngày hôm nay. Và Trung Quốc đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh mới mà hiện tại Trung Quốc đang gom quân và đặt nhiều căn cứ quân sự, bằng chứng cụ thể ở tại đảo Hải Nam, bắt đầu mở rộng căn cứ lớn hải quân và luôn cả bộ binh, và thành lập nhiều sân bay trực thăng khắp nơi. Nhưng mà bây giờ nói đến cuộc chiến ngày hôm nay, kính thưa bạn, cuộc chiến mới này vào cái thế kỷ 21 này, trực thăng bây giờ là nó vô dụng, nó không làm được gì hết, đổ quân cũng chưa xong nữa, vì hở ra là sẽ bị hỏa tiễn giác gai bắn hạ, và thậm chí cả những chiếc máy bay không người lái lúi thẳng vào những chiếc trực thăng này từ đầu ở bãi hay bay ở trên trời. Vì vậy nó là việc Nga mà với trực thăng của Nga K-52 bất bại và trực thăng Mi-28 đủ loại trực thăng của Nga rơi hàng loạt như chuồng chuồng ở chiến trường Ukraine. Vì vậy Trung Quốc đang hốt hoảng trước tình thế này, phải thành lập quân đội và gom quân đội lực lượng nhiều hơn nữa. Những người đã thi hành nghĩa vụ quân sự hoàn tất, bây giờ lôi cổ trở về quân đội. Họ đang huấn luyện, nhiều lý do mà ở tại đất nước Trung Quốc hiện đang diễn ra hôm nay. Thì theo những gì mà cuộc họp ở tại diễn đàn đối thoại quốc phòng ở Singapore này, nhiều gút mắt mà người ta đang lên án Trung Quốc ngày hôm nay, kính thưa bạn, thì không biết ông Trung Quốc ông sẽ giải quyết như thế nào, và tình hình hiện nay đang căng thẳng này còn lại vấn đề giải pháp Đài Loan. Thì nếu như Trung Quốc mà từ đây cho đến năm 2030, kính thưa bạn, thì chỉ còn mấy năm nữa thôi, 5-6 năm mà Trung Quốc không thể liếm láp gì được với Đài Loan thì xem như là Đài Loan độc lập và vĩnh viễn. Vì sao? Vì Đài Loan sẽ nâng cấp tất cả các vũ khí của Đài Loan và hiện đại hơn, vì vũ khí ngày hôm nay nó không còn giống như vũ khí trước kia, mà Đài Loan hay đặt ở trong tình trạng là hệ thống lá chắn bao phủ cả Đài Loan. Đó là một trong mục tiêu nhìn qua chiến sự ở tại Do Thái, mà Iran tập kích lên tới hơn 300 tên lửa đồng loạt tấn công, thì Đài Loan đã lấy kinh nghiệm. Và còn lại vấn đề là xuồng cảm tử khi cuộc chiến ở tại Ukraine, Biển Đen, Nga không còn chỗ đứng, thì tất cả các tàu chiến của Trung Quốc chung quanh eo biển Đài Loan và ở ngoài khơi là mục tiêu. Với những chiếc xuồng cảm tử này, Đài Loan có thể nhận chìm tất cả các tàu chiến Trung Quốc. Thì còn lại là vấn đề gì? Vấn đề hai bên đóng hòa tiễn với nhau, kính thưa bạn. Đài Loan nhấn nút triệt, Tàu Cộng nhấn nút triệt. Và còn lại về hệ thống lá chắn của Trung Quốc thì có đạt được mục tiêu nào và có chính xác hay không? Đây vẫn là câu hỏi đề ra. Vì Tàu Cộng thì nhái những hệ thống Patriot của Hoa Kỳ, kính thưa bạn, sao chép y hịch luôn, nói là giống như đổ đồ ngủ. Nhưng nó có thành công hay không là vấn đề khác. Vì vậy tình hình hiện tại giữa eo biển Đài Loan là Đài Loan hiện nay đang ở cái tư thế phòng thủ, và nếu như Trung Quốc xâm lăng vào đảo quốc Đài Loan thì mục tiêu đó là mục tiêu ở đất nước Trung Quốc sẽ bình địa, theo những gì các báo chí chia sẻ trước tình hình sự căng thẳng này ở eo biển Đài Loan. Tổng thống
Đài Loan, ông Lai Sơn Đức. Ông có nhiều kế hoạch cũng như những kế hoạch của ông nêu ra. Mục tiêu quân sự ngày hôm nay là đặt trọng tâm cho quân đội của Đài Loan và sản xuất vũ khí nhiều thật nhiều. Với kho vũ khí của Đài Loan thì vô số kể. Tạo cộng thì tìm những mục tiêu, tức là nơi nào là kho vũ khí, nhưng để nhấn chìm những trái tên lửa vào kho đạn này. Nhưng Đài Loan lại là đặt những kho vũ khí nằm trong núi. Kính thưa bạn, xong phim vô phương, anh lọt vào trong núi là anh không cách nào, nghĩa là anh phá hủy nổi núi và vũ khí không nổ, không có đối thoại nổi. Và còn lại là F-16V của Hoa Kỳ hỗ trợ cho Đài Loan và nâng cấp sửa chữa, cũng như một trong loại F-16V là với hệ thống radar tối tân thuộc F-15 mà những gì Đài Loan đã mua của Hoa Kỳ từ trước tới nay, mà Hoa Kỳ đã công bố điều đó. Vì vậy, với hiện nay, vì việc máy bay, Đài Loan không cần nhiều, và bao nhiêu đó cũng phải đủ để bảo vệ cho Đài Loan. Và tương lai sắp tới, Đài Loan cũng có thể mua F-35B của Hoa Kỳ lên xuống trực tiếp. Đó là chi tiết về bình luận cũng như cuộc họp đối thoại quốc phòng ở Singapore đang diễn ra hôm nay. Riêng về đất nước Trung Quốc thì nói đến bà Mao Ninh, phát ngôn nhân của Đảng Cộng sản Trung Quốc, vừa lên tiếng nói việc là Tập Cận Bình không đến tham dự diễn đàn hòa bình ở tại Thụy Sĩ diễn ra tới đây, lý do là không có nghe ngồi nơi đây, Trung Quốc tới đây để làm gì và không có ích lợi gì hết, cũng như trở thành một cuộc họp diễn đàn hòa bình vô nghĩa mà trên dưới hơn 100 quốc gia sẽ chuẩn bị có mặt ở Thụy Sĩ sắp tới. Vì vậy, với lời phát biểu của bà cho rằng là chúng tôi không tham dự, điều đó là đúng đắn vì không có Nga, không giải quyết được vấn đề, theo lời của bà Mao Ninh đã tuyên bố. Thì bà Mao Ninh bà lên tiếng điều này làm cho Nga phải nói là quá mừng, kính thưa bạn. Nhưng rồi khi mà cuộc họp hòa bình ở tại Thụy Sĩ diễn ra thì Nga và Trung Quốc cũng như các quốc gia khác sẽ giải quyết vấn đề gì với thế giới ngày hôm nay? Đây là một trong vấn đề gút mắt mà các báo chí bình luận qua lời phát biểu của Tổng thống Zelensky. Ông kêu gọi ở tại diễn đàn Shangri-La mà ông cho rằng là chỉ có thế giới mới giải quyết được vấn đề cuộc chiến ở tại Ukraine mà Nga xâm lăng vào lãnh thổ đất nước Ukraine, với 10 quan điểm ông đã nêu ra. Và 10 quan điểm này là bắt buộc Putin phải rút quân rời khỏi lãnh thổ đất nước Ukraine để trả lại tự do và trả lại công bằng cho đất nước Ukraine. Và còn lại vấn đề là sinh mạng con người, ai chịu trách nhiệm? Nhiều chi tiết mà người ta đang mổ xẻ hôm nay ở chuẩn bị cuộc họp hòa bình sắp tới, mà Trung Quốc lại đứng ở bên ngoài. Và buổi đầu thì nổ dữ lắm, nhờ có Trung Quốc sẽ ngang đứng ra để chủ trì đàm phán chấm dứt cuộc chiến tranh này. Nhưng Trung Quốc thì không muốn điều đó, vì nếu như Trung Quốc để cho cuộc hòa bình chấm dứt, tức là cuộc hòa bình đã đến với Ukraine, thì Trung Quốc không thể nào xâm lăng vào đảo quốc Đài Loan. Đó là thứ nhất. Thứ hai là Trung Quốc mất quyền lợi với Nga, và Putin có thể trở mặt với Trung Quốc. Nhiều vấn đề hôm nay mà các báo chí đang mổ xẻ giữa Trung Quốc và Nga cũng như Bắc Triều Tiên. Một trong hình ảnh ngày hôm nay, những hình ảnh của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Đổng Quân. Và các báo chí bình luận nói đến một đoạn video chính phòng không của Trung Quốc bắn hạ vận tải cơ của Tập Cận Bình. Ê cha, chuyện hơi bị lạ, kính thưa bạn. Không biết họ lắp ráp như thế nào ở đoạn video đó mà chiếc máy bay của Tập Cận Bình bay ở trên bầu trời thì bị tên lửa Trung Quốc bắn hạ. Nhưng đây chỉ là một cái giả định, mà hình ảnh cũng có thể là hình ảnh giả tạo không chính xác, đặc biệt nhất là vấn đề Trung Quốc. Nhưng nội bộ của Trung Quốc, đặc biệt nhất là Trung Nam Hải, hiện tại ngay bây giờ đang đấu đá với nhau quyết tử, và số phận của những cán bộ cũng như những gì mà lãnh đạo của Trung Quốc đang tạo ra ngay bây giờ, nói đến là cái ngày
4 tháng 6 tới đây, kính thưa bạn. Thì chuyện gì với Trung Quốc? Đó là người dân Trung Quốc đang tưởng niệm đến Thiên An Môn. Những bà mẹ Thiên An Môn hiện đang gửi thơ và kêu gọi Tập Cận Bình ra đối thoại. Ây cha, nhiều tin tức ở tại đất nước Trung Quốc hiện đang diễn ra, lại cộng thêm vấn đề dịch bệnh, cũng như luôn cả nền kinh tế của Trung Quốc sụp đổ và đáo hạn, phải trả nợ công trái phiếu sắp tới lên tới 106 tỷ đô la. Đây là một trong con số khổng lồ mà Trung Quốc đang hối hả để đi tìm những tài nguyên, những tiền bạc để gom góp trả cho ngân hàng quốc tế. Đó là chi tiết về Trung Quốc trong 24 giờ các báo chí chia sẻ hôm nay, kính thưa bạn. Thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức Việt Nam hôm nay. Thì Vô Danh hôm nay không chia sẻ tin tức Việt Nam, mà Vô Danh tâm tình cùng với tất cả các bạn về video của Vô Danh nói đến một trong các kênh có cái tên là đặc biệt Kiên Điện Nước, lại là lấy video của Vô Danh. Không phải một mình Vô Danh không, mà nhiều người, trong đó có Trần Quốc Việt và Thời sự Biển Đông Đặng Thế Nguyên Vô Danh. Có ba khuôn mặt mà video này ở cái kênh này đã ăn cắp, là mang tên là Kiên Điện Nước. Ây cha trời ơi, nghe cái tên không cũng mắc sắp rồi. Kiên Điện Nước, là tại sao mình kiên điện nước mà mình lại lấy video của người khác không xin phép? Cái điều này là sai sự thật. Các anh phải suy nghĩ lại. Các anh đang lấy cái công sức của người khác gửi anh cướp bản quyền, rồi sau khi đó anh chế lại, anh làm lại tất cả, và video của Vô Danh các anh lại cắt bỏ nhiều phần nhiều đoạn. Kính thưa các bạn, cắt nhiều phần nhiều đoạn, đặc biệt nhất là với tin tức Việt Nam. Thì Vô Danh nói những cái câu về Việt Nam, đặc biệt nhất như Trọng Lũ hay là Tô Lâm và Phạm Minh Chính ngày hôm nay, với những câu sắp đó họ không dám để lên và họ cắt bỏ từng phần từng phần. Vô Danh thì chỉ có một kênh duy nhất của Vô Danh, đó là Vô Danh Channel, mà các bạn đã từng theo dõi với Vô Danh là từng nghe những đoạn video Vô Danh chia sẻ cùng với tất cả các bạn một thời gian dài, từ trước cho tới nay đến 4-5 năm mà các bạn đã công tác cũng như ủng hộ Vô Danh qua những cái video hàng ngày. Nhưng ngược lại thì họ lấy xong xuôi, họ cắt ghép hình ảnh khác, họ lắp ráp lên những cảnh quạt ở bên ngoài, đặt những tên nghe là độc hại sốc. Vô Danh thì không có nghe là đặt tên nào mà nghe sốc, cũng như không có cái kiểu mà lường gạt người khác. Nhưng ngược lại, kiên điện nước thì mình đã kiên rồi, tại sao mình lại lấy của người khác? Điều này chứng tỏ cho thấy là những người này là những thành phần là không tốt với xã hội. Anh mạo danh người khác và anh đặt tên lại sai sự thật. Vô Danh chia sẻ cùng với tất cả các bạn những tin tức, tất cả hoàn toàn sự thật qua các báo chí bình luận. Các bạn cũng có thể là kiểm chứng ở khắp các kênh khác hay là các báo chí khác. Vì vậy, với kênh ở Kiên Điện Nước này, hành động đó các bạn làm không tốt, các bạn nên bỏ đi và đừng tiếp tục những cái việc mà các bạn đã làm không có trung thực. Ngày hôm nay Vô Danh cũng có thể lên kiện với YouTube với một đoạn video của Vô Danh và phát lên gửi cho YouTube, và họ có thể đánh sập kênh của bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ. Nhưng Vô Danh không làm điều đó. Và nếu như các bạn muốn lấy video Vô Danh thì các bạn phải xin phép và tuyệt đối không được cắt bỏ, không được sửa lại những gì mà Vô Danh đã chia sẻ. Vì vậy, hành động đó là hành động thứ ba lừa bịp người khác, không tốt đâu. Mình hãy tự sức của mình, dưới đừng ăn hiếp ông già, xem nó khó coi lắm. Đó là những gì Vô Danh muốn chia sẻ cùng với tất cả các bạn thân thương của Vô Danh. Và Vô Danh thành thật cảm ơn tất cả các bạn nhiều rất nhiều. Các bạn đã ủng hộ Vô Danh ở suốt một thời gian dài công tác cùng với Vô Danh. Đó là Vô Danh thành thật cảm ơn với tất cả các bạn ngày hôm nay. Dân thì Vô Danh có bao nhiêu cái tâm tình chia sẻ cùng với tất cả các bạn thân thương của Vô Danh. Vô Danh xin kính chúc sức khỏe các bạn vui vẻ khỏe mạnh. Hẹn gặp nhau tại Sài Gòn.